thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019, vào lúc 18:30, cha Giuse Vũ Quang Học chính thức nhận sứ vụ chính sứ Hàm Long, kiêm nhiệm giáo sứ Trung Trí. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã về cử hành thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức nhận sứ tại nhà thờ giáo sứ Hàm Long. Tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho cha sứ mới và giáo sứ Hàm Long hôm nay có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt chính tòa, quý cha bản hương, các cha sứ tiền nhiệm của giáo sứ, nhất là đông đảo bà con giáo dân các giáo sứ Hàm Long, Trung Trí và giáo sứ Hà Đông, nhiệm sở cũ của cha Giuse. Mở lời đầu lễ và trong chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục đã ca ngợi vẻ đẹp đức tin đồ sộ và phong phú của giáo sứ Hàm Long như một di sản quý giá nơi Tổng giáo phận Hà Nội. Và trọng trách của người mục tử được sai đến với giáo sứ luôn là phát huy, tiếp nối ngọn lửa đức tin ấy. Ngay sau lời đầu lễ và sau bài giảng đã diễn ra các nghi thức nhận sứ của cha sứ Giuse. Cha sứ mới sẽ phải tuyên xưng đức tin trước cộng đoàn hiện diện, đồng thời nhắc lại lời hứa vâng phục của mình đối với đấng bản quyền. Sau đó là việc lãnh nhận những biểu tượng trong phụng vụ thánh như ghế chủ tọa, tòa giải tội, giếng rửa tội, nhà tạm, chìa khóa nhà thờ từ tay Đức Tổng Giám mục, như lời nhắc nhớ các sứ vụ mà cha sứ phải thi hành nơi giáo sứ của mình. Cắt nghĩa về các nghi thức này, Đức Tổng Giám mục Giuse nói: Cha sứ Giuse cũng đã bày tỏ tâm tình tri ân tới quý bề trên và các bậc tiền nhân, bên cạnh một niềm vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao khi được về với hai giáo sứ Hàm Long và Trung Trí. Ngài xin quý cộng đoàn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Ngài trong cương vị mới. Cách riêng, Ngài mong muốn bà con trong giáo sứ mới sẽ đón nhận Ngài như đón nhận một thành viên của đại gia đình, để cùng nhau cộng tác và xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương, thăng tiến đời sống hơn nữa nơi một giáo sứ truyền thống của Tổng giáo phận. Hết mọi thành phần dân Chúa của hai giáo sứ Hàm Long, Trung Trí rất vui mừng được đón cha sứ mới và thể hiện một sự đồng lòng vâng lời, cộng tác với Ngài trong thời gian Ngài quản nhiệm tại giáo sứ.